Thì em mua cái bánh đó thì phải biết cái dự đoán tình huống đó là trên bất ngờ vậy đó Kiều. Tốt nhất là em không có mua cái bánh đó. Nó đi với Kiều, đang ở đây với anh là nó đùa đủ thứ đàn là anh mua. Lựa nào cũng nói với con chứ. Cái gì vậy? Con hát gì vậy đàn? Ba mẹ thất vọng quá nghe. Chắc dài là ba không cho xem điện thoại nữa đâu. Hỏi lá trà với em. Đi đó. Đi xuống lanh đi xuống kia con. Đi em này nó phá mà. Để ba làm việc nghe, đừng phá nghe, nghe, đừng phá của ba nghe, đừng ngã. À, con tát cho em dao cái hai đi. Nụ bài nghe. Hả? Hả? Còn ba đây đang nhiều rồi, cho con thấy ba. Đừng có mở đâu con. Mở đây nó phá đó. Mở đây nó phá đó. Đứt đứt đừng đứt.